Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của Ninh Thương Hiệu. Ninh Thương Hiệu chuyên gia huấn luyện phát triển cá nhân và bán hàng thực chiến. Ninh đang có mặt tại một cái khu vực rất đặc biệt, xung quanh là đồi núi và không một bóng người. Đây thì có một loại cây huyết dụ và một con đường rất là đặc biệt. Nếu như theo con đường này thì Ninh có thể đi. Các bạn có thể nhìn thấy ở phía trước đây, nhìn lên trên phía trên kia, núi rừng rất là đặc biệt. Đấy, cây cối rất là đẹp, và cái không khí ở rừng đây thì cảm thấy rất là trong lành và thú vị. Ninh đang có mặt tại một khu vực resort tới hơn 20 hecta, và tại đây thì hứa hẹn các cái khóa học của Ninh Thương Hiệu dành cho các cái chiến binh bán hàng, và các cái khóa học dành cho những người chủ doanh nghiệp, và những khóa học để dành cho những ai muốn thay đổi phát triển cá nhân, và đặc biệt những cái chủ doanh nghiệp học cách quản lý hoặc là thải độc tư duy hoặc là chinh phục mục tiêu phi thường, thì đây chính là một địa điểm lý tưởng để cho bạn có thể hoàn toàn lột xác tư duy. Và nếu như những khóa học 2 ngày 1 đêm của Ninh được diễn ra ở đây, thì bạn hoàn toàn có thể theo dõi những cái cảnh mà Ninh mặc quần áo lính để cùng chinh phục một cái con dốc rất là cao dựng đứng ở trên núi, gọi là cùng nhau lên đỉnh. Hoặc bạn cũng có thể mặc bộ quần áo dân tộc để cùng nhau để vác một cái khung gỗ rất là to. Hoặc bạn có thể mặc quần áo thổ dân hoặc bất kỳ một trang phục gì, hoặc là những trang phục rách rưới như thế này. Trang phục rách rưới như này thì không bao giờ Ninh mở ra để cho các bạn tham gia vào một cái khóa học gọi là khóa học làm giàu. Tại vì Ninh chưa bao giờ có tư cách để dạy ai đó làm giàu cả. Mặc dù biết rằng giàu không chỉ là tiền bạc, nhưng Ninh hoàn toàn có thể giúp bạn thay đổi tư duy, giúp bạn có thể thay đổi vượt qua chính mình, giúp bạn trở thành người bán hàng giỏi, giúp bạn trở thành người quản lý hoặc lãnh đạo doanh nghiệp giỏi. Vì thế các khóa học của Ninh dành riêng cho những người muốn thay đổi để vượt qua chính mình. Khóa học mà huấn luyện ở đây 2 ngày 1 đêm giúp bạn có thể trở thành người bán hàng rất giỏi. Và điều đặc biệt là trong dịp hè này, Ninh có mở những cái khóa học để dành riêng cho cả nhà tham gia vào, để gì ạ? Để tham gia thay đổi, để con cái từ 8 tuổi cho tới 18 tuổi được học một thứ, đó là thay đổi được cái thái độ sống, hiểu thế nào làm ngày tử tế, hiểu thế nào là ngày biết ơn, và hiểu thế nào là một cái ngày mà tha thứ. Tất cả những cái kiến thức mà Ninh chia sẻ thì luôn luôn dành cho gia đình, là luôn luôn phải có bố mẹ hoặc ông bà đi cùng nhau, đi cùng với con để trải nghiệm qua đêm, trải nghiệm những ngày hôm sau, để cùng nhau học sự tử tế và đạo hiếu. Người ta nói là nhìn cây thì sửa đất, nhìn con thì sửa mình. Mình ở đây chính là bố mẹ, ông bà. Nếu chúng ta cứ kỳ vọng con cái của chúng ta là phải thay đổi, phải tốt lên, thì hàng ngày chúng ta đối mặt với sự ngang bướng, sự mất tập trung, sự mơ hồ và sự lười biếng của các con, thì chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu và bất lực trước việc dạy dỗ con. Nhưng các bạn có biết không, dù là dạy dỗ nhân viên hay là dạy dỗ con cái, đều cần phải có kiến thức, đều cần phải có những cái tư duy đột phá, bạn mới có thể thay đổi được. Vì vậy các khóa học của Ninh hứa hẹn Ninh rất nhiều những kiến thức đặc biệt, vì Ninh có một team Bali Coach, có rất nhiều những người có năng lực để có thể là coaching về mặt tâm lý cũng như về mặt khoa học cho các bạn. Chính vì thế, bạn biết không, nếu như mà bạn mà tham gia và đứng ở cùng với tôi ở một cái khung cảnh tuyệt vời như thế này, bạn có thể nhìn theo bên đây ạ, nhìn bên cảnh bên đây ạ, đồi núi rất là đẹp. Và tôi suốt từ sáng đến bây giờ thì thay đổi trang phục liên tục cũng chỉ để giới thiệu với bạn về một cái không gian của một cái nơi mà tôi có thể gọi là bá đạo, mà trước đến bây giờ tôi đi khảo sát rất nhiều chỗ, chắc có lẽ chưa có cái chỗ nào mà tôi ưng ý như này, bởi vì nó hơn 20 hecta. Cảnh đẹp mà nó còn ẩn chứa rất nhiều những điều tuyệt vời và thú vị, vì nó đang nằm ở một cái khu vực ở cách Hải Phòng hơn 100 km và rất ít người biết. Vì thế nếu như hè này gia đình bạn sẵn sàng thì Ninh cũng sẵn sàng cùng với bạn để trải nghiệm những khóa gọi là Camp Family. Và nếu như doanh nghiệp bạn sẵn sàng thì Ninh cùng với các bạn, đặc biệt là các team của bảo hiểm, team của bất động sản, là những team hoàn toàn có thể chúng ta cùng nhau để tạo nên những cái khóa học ở bất kỳ cái mức giá nào Ninh cũng có thể làm được cho các bạn, tùy vào cái điều kiện của doanh nghiệp bạn. Tuy nhiên thì đối với một cái khóa coaching hoặc một cái camp thì nó đòi hỏi một team building riêng, đòi hỏi một đội ngũ đi riêng, và đòi hỏi một cái quá trình vận động và sáng tạo riêng. Vì thế nó sẽ chắc chắn đắt hơn đi du lịch khoảng tầm 1,5 đến 2 lần. Như vậy thì một cái khóa chi phí thông thường như này cho các bạn, nó có thể cho một người 2 ngày 1 đêm, nó có thể vào tầm khoảng từ 2 triệu rưỡi cho đến 8 triệu rưỡi, tùy vào yêu cầu của từng cái đối tượng và tùy vào cái số lượng của học viên. Nghĩa là tùy vào từng yêu cầu của đối tượng, tùy vào số lượng của học viên sẽ quyết định ở mức giá. Và bây giờ tôi đang có mặt tại một nơi rất tuyệt vời. Thậm chí bạn có thể khó có thể biết được đây là ở đâu, vì gió lộng. Tôi đã chinh phục những con dốc rất cao, nhưng mà gió rất lộng khiến tôi cảm thấy rất là mát mẻ và cảm thấy dễ chịu. Bạn biết hai bên đường đây, tôi đang cảm thấy gió ùa vào lòng.
mặc bộ áo rách dưới như này là cũng để cho mọi người hiểu và thấy rằng tôi đang bắt đầu mới đối mặt với thử thách rằng nghèo bền vững. Tôi cũng sẽ có một cái khóa học để tuyển sinh tất cả những cái người đi bán hàng. Tôi chỉ nhận những người nào chưa bán được hàng thôi hoặc bán hàng kém, thì tôi sẽ mở ra một cái học viện bán hàng để cho những người tham gia vào khóa học này và ăn mặc rách dưới như thế này để học cái tư duy làm thế nào để chúng ta không bán được hàng, làm thế nào mà chúng ta nghèo bền vững, bí quyết nào mà chúng ta lại nghèo đến mức độ mà không thể kiếm được tiền để mua nổi những thứ mình mong muốn. Chính vì vậy, học như vậy để làm gì? Các bạn rút ra kinh nghiệm để các bạn tránh được. Ví dụ như người ta thường là nói rằng trong mỗi một ngày người Việt Nam mình có khoảng tầm 15 đến 25 người chết vì tai nạn giao thông. Vì vậy, phần lớn những cái chết vì tai nạn giao thông đó là do người ta sang đường, do không tuân thủ luật giao thông, và trên 90% là do thái độ và cái năng lực cũng như kiến thức của bạn về luật giao thông. Vì vậy, người ta không những học cách để đi xe tham gia giao thông an toàn, mà người ta cũng phải học là tại sao người ta bị tai nạn nhiều như thế để chúng ta tránh. Giống như vậy, tôi mở một cái khóa học nghèo bền vững để chúng ta dạy rằng tư duy của người nghèo, tư duy của người tiêu cực, tư duy của kẻ không dám thay đổi là gì, để giúp cho bạn tránh. Và khi bạn tránh được như vậy thì bạn sẽ có một sự tuyệt vời thay đổi trong chính con người của bạn, trong chính tất cả những cái thứ tư duy của bạn. Và tôi, Ninh Thương Hiệu, chuyên gia huấn luyện phát triển cá nhân và huấn luyện bán hàng thực chiến, tôi đang có mặt tại một cái khu resort rất là đẹp. Khu resort này nó đặc biệt tới độ mà nếu như mà bạn đi tới đây thì bạn sẽ thấy là cái cổng của cái khu resort này còn đang khóa lại cơ. Đang khóa lại mặc dù trên 20 hectare nhưng đang khóa lại, nghĩa là bạn không có thể vào được nếu như mà bạn không liên hệ trước. Vì thế đây là một cái secret, một cái bí mật của một cái resort, và bạn sẽ thấy nó rất đặc biệt tới độ như thế nào. Thì bạn hãy đăng ký tìm hiểu các khóa học của Ninh Thương Hiệu. Nếu bạn thích học cả nhà, hay bạn thích học một mình, hay học cùng với doanh nghiệp của mình, hãy đăng ký với Ninh Thương Hiệu, và Ninh Thương Hiệu sẽ sẵn sàng cùng với bạn để chúng ta sẽ trải nghiệm những khóa học thú vị. Và bây giờ tôi sẽ cho các bạn nhìn thấy những cái cảnh rất đặc biệt ở đây. Bạn có thể nhìn thấy ở đây có những cái thứ rất là đặc biệt, tôi sẽ cùng với bạn để khám phá tiếp tục ạ. Đây, tôi đang đi trên cái con đường này và đi gần đây. Bạn nhìn này, đây là một cái con đường dẫn ra một cái khu hồ rất là đẹp. Đấy, đây cũng đều là nằm trong cái quang cảnh của cái khoa học. Nếu như bạn tham gia vào đây, bạn sẽ có những cái trải nghiệm rất là thú vị và tuyệt vời. Trên cái con đường ở xung quanh thì có những cái cá vàng rất là đẹp này. Nếu như mà chúng ta ngồi ở cái chỗ lầu kia mà nhìn ra hai bên ao thì sẽ cảm thấy đây là một cái chỗ rất đáng để ngồi đàn hát, rất đáng để ngồi để tận hưởng cái sự an bình. Nếu như bạn muốn lánh xa thành phố, bạn muốn về đây tìm một không gian yên tĩnh để nhớ lại những khoảnh khắc đặc biệt, và bạn muốn ngồi ở đây để bạn cùng tham gia những cái khóa học của Ninh Thương Hiệu, thì đây chính là một địa điểm rất là lý tưởng. Nó quá là đẹp luôn. Và bây giờ thì lúc xuống dốc mà cũng đã lúc kết thúc một cái lộ trình chinh phục một cái đỉnh dài 2 km của Ninh, suốt từ sáng 9 giờ đến bây giờ là 12 giờ rồi ạ. Và Ninh đã hoàn thành được cái quá trình chinh phục một cái đỉnh của một cái resort rất là cao. Và Ninh cũng đã kịp giới thiệu với tất cả các bạn về các khóa học của Ninh, về các khóa học về thải độc não, các khóa học về chiến binh bán hàng, các khóa học về chinh phục mục tiêu phi thường, và các khóa học về đôi cánh phi thường để đánh thức sức mạnh của bạn, cũng như các khóa học để dành cho các con, học về sự tử tế, học về đạo hiếu, học về tình yêu thương và học lòng biết ơn. Nơi đây sẽ có rất nhiều những cái diễn ra, ví dụ như cắm trại buổi đêm, thì có hai lần ngủ ở chung tập thể, cắm trại ở rừng, ngủ ở rừng và cùng nhau nấu ăn và cùng nhau trải nghiệm. Hẳn đây sẽ là một thế giới khác biệt hoàn toàn với thế giới mà bê tông hóa, thế giới mà ồn ào ở nơi mà bạn đang sống. Hãy dành cho trích ra hai ngày, một đêm của cuộc đời mình để cùng với những người thân, để cùng với đồng đội của mình để nạp năng lượng để đạt được mục tiêu của mình. Nếu như bạn bắt đầu sẵn sàng thì Ninh sẽ gửi cho bạn các cái option để bạn lựa chọn. Để vào bắt đầu từ tuần tới, Ninh sẽ triển khai các cái chương trình huấn luyện đặc biệt ở trong rừng để trở thành những chiến binh đặc biệt, chiến binh phi thường cùng với Ninh Thương Hiệu. Cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các khóa học của Ninh Thương Hiệu. See you again. Ninh xin phép được tắt live stream.